khi mà mình hiểu được cái nhu cầu của họ rồi, cái động lực của họ rồi, xem là cái động lực của họ là họ mong muốn điều gì. Ví dụ như là có những lớp người lao động họ lại mong muốn ở cái mức độ là chỉ những cái yếu tố liên quan đến cơ bản thôi. Ví dụ như là tôi có các anh chị cứ đảm bảo cho tôi lương tốt, thưởng tốt là đủ rồi, thì đấy là tạo động lực cho tôi lắm rồi. Thế thì mình phải hiểu được cái mức động lực của họ là mức cơ bản như thế. Thế còn có những đối tượng lao động ấy, cái mức mà động lực của họ nó cao hơn rất là nhiều. Những cái gì mà cơ bản thì nó chỉ là nằm ở cái mức cơ bản thôi. Chào mừng các bạn đến với lại Work for Fire Show. Thì hôm nay khách mời của chúng ta là chị Chính Trương, là chị đã có 16 năm làm việc trong các con đường nghề nghiệp của mình. Và trong 16 năm này là chị đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị kinh doanh, cụ thể trong các vị trí như là trợ lý giám đốc, quản trị phòng mua hàng và quản trị doanh nghiệp, cũng như là cover tất cả các task của những cái phòng ban khác và liên quan mật thiết đến lại quản trị kinh doanh trong một doanh nghiệp. Thì cụ thể hơn, và trong 16 năm đó chị có tổng cộng là 8 năm làm việc chuyên sâu về vận hành nhân sự, và những năm gần đây thì chị tập trung về mảng là HRBP. Với cái kinh nghiệm làm việc là trong 8 năm làm việc chuyên sâu về vận hành nhân sự và HRBP, thì câu hỏi đầu tiên trong buổi Work for Flower Show hôm nay là với cái câu hỏi là hiện với vai trò là một HRBP, thì ba phương thức mà chị sử dụng để thúc đẩy năng suất công việc của các lực lượng lao động hay là các nhân sự trong công ty hiện nay của chị là gì ạ? Thực ra thì trong quá trình mình làm việc ấy, thì cái vai trò HRBP của mình nó gắn liền rất là nhiều với cái kết quả kinh doanh của công ty. Thế mà khi gắn liền như thế thì để có được cái kết quả kinh doanh tốt và nó phù hợp với cái mục tiêu của công ty thì bao giờ mình cũng sẽ phải gắn liền với cái khách hàng của mình. Tức là mình sẽ phải gần như là hiểu cái khách hàng của mình rất là rõ, xem là cái tâm tư nguyện vọng cũng như là cái cuộc sống của họ, đặc biệt là cái cuộc sống khi mà họ sống tại workplace, tại công sở ấy, là sẽ như thế nào. Thế thì có ba cái cách gọi là top 3 mà mình có ba cái gọi là cái bí kíp mà mình luôn luôn tâm niệm khi mà mình muốn tập trung vào nâng cao hiệu suất của người lao động trong doanh nghiệp ấy. Thì đầu tiên ấy, là mình sẽ quan tâm đến cái sự gắn kết ở trong của mọi người trong doanh nghiệp. Gắn kết có nghĩa là mình sẽ phải có những cái hoạt động làm sao đấy để thúc đẩy được cái tinh thần, về sức khỏe về tinh thần, sức khỏe về thể chất và sức khỏe về ý chí của họ. Thế thì để có thể làm được những cái điều đó thì mình sẽ luôn luôn bắt đầu bằng cái việc là mình hiểu cái động lực của cái người lao động của mình. Trong cái những người, họ là người lao động đấy nhưng họ cũng là khách hàng của mình. Thế thì mình cứ gọi chung như là mình phải hiểu được cái động lực của khách hàng của mình là gì. Thì nếu như mà là các bạn marketing ý, khi mà các bạn ấy làm việc thì các bạn ấy sẽ luôn luôn phải tìm hiểu xem cái thị hiếu của người tiêu dùng như thế nào, đúng không? Để các bạn ấy còn phục vụ và còn còn có những cái chương trình. Thế thì SA của mình cũng vậy, mình cũng phải luôn luôn tìm hiểu xem là cái thị hiếu cũng như là cái động lực của khách hàng của mình là gì. Họ có nhu cầu như thế nào và họ mong muốn điều gì thì mình sẽ tập trung vào điều đó. Thế thì mình sẽ lắng nghe họ, và cái lắng nghe ở đây nó thêm nhiều về cái kỹ năng lắng nghe chuyên sâu, tức là Impact, tiếng Anh nó gọi là impactful listening, tức là nó có một cái kỹ năng họ phải lắng nghe rất là chuyên sâu để mình có thể lọc được những thông tin, mình trích xuất ra được những thông tin mà mình cần để mình hiểu được cái câu chuyện mình đang hướng tới. Thế thì khi mà mình hiểu được cái nhu cầu của họ rồi, cái động lực của họ rồi, xem là cái động lực của họ là họ mong muốn điều gì. Ví dụ như là có những lớp người lao động họ lại mong muốn ở cái mức độ là chỉ những cái yếu tố liên quan đến cơ bản thôi. Ví dụ như là tôi có các anh chị cứ đảm bảo cho tôi lương tốt, thưởng tốt là đủ rồi, thì đấy là tạo động lực cho tôi lắm rồi. Thế thì mình phải hiểu được cái mức động lực của họ là mức cơ bản như thế. Thế còn có những đối tượng lao động ấy, cái mức mà động lực của họ nó cao hơn rất là nhiều. Những cái gì mà cơ bản thì nó chỉ là nằm ở cái mức cơ bản thôi, nhưng mà họ muốn được ghi nhận, họ muốn được vinh danh đó. Thế thì mình phải hiểu được từng đối tượng như thế, cái động lực của họ như thế, thì mình sẽ thiết kế đưa ra được những cái chương trình và triển khai được những chương trình để tạo động lực phù hợp với họ, để tăng năng suất cho họ đó. Thế còn cái nữa, ví dụ như nữa là trong cái thời đại hiện nay ấy, thì Gen Z của chúng ta, đúng không ạ, các bạn ấy có những cái cách làm việc nó rất là đặc biệt, nó khác hẳn với cái gen 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 Y hoặc Gen Y ngày xưa.
hoặc là cái millennium ngày xưa, thì cách làm việc của bạn ấy nó khá là flexible, nó năng động, và trong cái bối cảnh VUCA ngày nay thì nó lại càng agile luôn. Thì cái cách làm việc của bạn ấy, các bạn luôn mong muốn được làm việc một cách là tôi có thể tôi ở đây đấy, nhưng mà tôi mong muốn là nếu tôi ở nhà tôi có thể làm việc được. Đó, đặc biệt là sau cái thời kỳ Covid. Thế thì khi đấy mình sẽ phải thiết kế làm sao những cái chương trình tạo động lực của mình hoặc là những cái chương trình gắn kết của mình nó phải có được cái yếu tố là cân bằng cuộc sống. Ví dụ như là mình sẽ tạo ra những cái policy liên quan đến work from home để các bạn ấy có thể chủ động hơn trong cái lịch làm việc của bạn ấy chẳng hạn, hoặc là các bạn ấy chủ động hơn trong cái nơi làm việc của các bạn ấy, nó sẽ phù hợp với các bạn ấy. Thế nhưng mà có rất nhiều nhân viên là những cái anh chị ở cái lớn tuổi, các anh chị không thích làm việc ở nhà đâu, các anh chị chỉ thích là đến tại văn phòng, có mặt tại văn phòng, hiện diện tại văn phòng, làm cái gì với tôi được, cứ hiện diện với tôi thì tôi sẽ có hiệu quả cao nhất. Thì khi đấy mình sẽ phải có những cái chương trình phù hợp hơn với họ. Đó, ví dụ như vậy. À, hoặc là một cái chương trình nữa mà bên mà chị vẫn hay rất là chú ý, đó là cái chương trình về thưởng cho mọi người ấy. Thì chị lại càng phải chủ động xem là cứ phải là thưởng về vật chất là người ta thích hay không, không phải đối tượng nào người ta cũng thích về thưởng vật chất đâu, nhiều khi chỉ là những câu động viên hoặc là nhiều khi chỉ là những cái món quà rất có ý nghĩa đối với họ, thì họ lại rất đánh giá rất là cao cái nỗ lực của nhân sự của mình trong quá trình mà tạo động lực cho mọi người. Đó, thì đấy là cái yếu tố thứ nhất là liên quan đến cái việc tạo động lực trong cho chương trình gắn kết ở trong công ty. Cái thứ hai mà để có thể thúc đẩy được cái năng suất của mọi người mà chị nghĩ rằng nó rất là quan trọng, đó là cái việc mà mình quản lý hiệu suất của họ. Quản lý hiệu suất có nghĩa là gì? Không phải là tôi cứ đưa cho anh một cái bảng về KPI là xong. Không phải tôi cứ làm việc với anh ra được cái objective cho kỳ này là xong. Mà cái hành trình tôi đi cùng với anh trong quá trình tôi thúc đẩy cái hiệu suất của anh nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thế thì cái việc đầu tiên trong việc quản lý hiệu suất mà chị làm với doanh nghiệp ấy, thì luôn luôn là mong muốn là hiệu suất là gì thì nó phải rõ ràng. Ví dụ năm nay tôi giao cho anh cái hiệu suất này như thế này, ví dụ chỉ tiêu sale chẳng hạn là bao nhiêu, thế thì cái chỉ suất cái hiệu suất đấy nó đã rõ ràng về mặt con số rồi. Ví dụ là năm tiêu năm năm ở trong cái ngành logistics của chị thì luôn có tiêu và tấn chẳng hạn như vậy, thì ok, nếu tôi giao cho anh 50 tiêu trong trong một kỳ, thế thì bây giờ tôi và anh sẽ phải cùng ngồi xuống với nhau làm việc rõ ràng về việc là để đạt được cái mục tiêu đó thì anh cần gì ở tôi, tức là người nhân viên, người lao động, khách hàng của mình họ cần gì của mình, và ngược lại mình cũng phải hiểu xem là để với cái số lượng như vậy họ có đạt được hay không, có thực sự là họ sẽ đạt được hay không. Nếu trong trường hợp họ không đạt được thì cái khó khăn nó nằm ở chỗ nào, cái vướng mắc nó nằm ở chỗ nào, cái cản trở của họ nằm ở chỗ nào, và mình là người đối tác của họ thì mình có thể hỗ trợ gì với họ trong quá trình để giải quyết những khó khăn vướng mắc đó và bỏ bớt những cái cản trở để con đường họ đi, con đường họ đến được với cái mục tiêu đó nó dễ dàng hơn, nó thành công hơn. Đó, thì đấy chính là cái liên quan đến quản lý hiệu suất, tức là mình phải đưa một cái hiệu suất rất là rõ ràng cho họ này. Cái thứ hai nữa là mình phải đồng hành cùng với họ trong quá trình để họ đạt được cái mục tiêu đó, và cái nữa đó là họ phải được tham gia vào cái quá trình đặt mục tiêu cho mình. Tức là sao? Tức là rõ ràng là cái mục tiêu của nhiều công ty ấy, thì nó sẽ đi từ trên xuống dưới, tức là tôi không được chọn mục tiêu cho tôi đâu, mà tôi sẽ phải nhận một cái mục tiêu mà cấp trên áp xuống cho tôi. Thế nhưng mà người trách nhiệm của người nhân sự đó là quản lý của họ đưa cho họ mục tiêu như thế, thế còn nhân sự sẽ hỗ trợ cho với họ như thế nào để họ đạt được mục tiêu, thì mình sẽ phải ngồi xuống cùng với họ, mình cho họ tham gia vào quá trình xét cái con đường đi của họ. Ví dụ như họ muốn đi từ A đến B thì họ sẽ phải đi như thế nào, thì mình ngồi xuống mình tư vấn cho họ, mình đồng hành cùng với họ xem là cái con đường từ A đến B đấy hay con đường từ A đến C nó sẽ dễ hơn. Đó, chẳng hạn là như vậy. Thế riêng trong cái phần mà mình quản lý hiệu suất này ấy, thì có một cái điểm rất là quan trọng mà chị luôn luôn tâm đắc mà mình phải làm được cho người lao động, đó là cái việc mà mình đánh giá cái hiệu suất một cách thường xuyên. Tức là cái phần phản hồi liên tục đó giữa người lao động và quản lý của họ, đồng thời với cả bên nhân sự nữa. Đánh giá thường xuyên nó không chỉ quan trọng ở cái việc là mình sẽ nhìn thấy được là cái hành trình người lao động đi trên con đường họ đạt được mục tiêu của họ là như thế nào, mà cái quan trọng hơn là mình còn đưa ra được những cái giải pháp để mình có thể đâu đó, một là nếu mục tiêu đấy nó chưa phù hợp hoặc là nó cần điều chỉnh thì mình cần phải điều chỉnh mục tiêu. Cái thứ hai nữa là người lao động họ sẽ một thời điểm đấy nếu mà họ hụt hơi thì mình có thể gọi như là thúc thúc cái hơi của họ và thúc cái mút của họ lên để họ có thể tiếp tục trên con đường hành trình đó. Thì cái đánh giá hiệu suất một cách thường xuyên như thế nó đem lại rất là nhiều ích cho mình. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba mà mình luôn luôn tâm niệm,
để mình tăng được hiệu suất cho nhân viên không thể tránh được, đó là đào tạo và phát triển. Thế thì đào tạo và phát triển nó tốt để nó giúp cho người nhân viên của mình họ yếu, họ thiếu hay họ cần kỹ năng nào thì mình sẽ đào tạo và phát triển họ ở kỹ năng đó, hoặc là họ cần phát triển về cái lĩnh vực nào thì mình phải bổ sung kịp thời, giống như là full fill vào trong cái con người họ những cái kiến thức, những cái kỹ năng để làm sao đấy họ có thể enjoy cái quá trình làm việc của họ và đạt được cái mục tiêu của họ đó. Thì có ba cái điểm mà chị vừa trao đổi với em liên quan đến thúc đẩy hiệu suất. Cái điểm thứ nhất đó là gắn kết, cái điểm thứ hai đó là liên quan đến hiệu suất thông qua đánh giá, và cái thứ ba đó là liên quan đến đào tạo và phát triển. Dạ vâng, em cảm ơn chị Chính Trương rất là nhiều ạ. Thì lúc nãy chị cũng mới vừa review thì em cũng xem một xíu về cái mà em nghĩ là em tâm đắc nhất ở cái câu trả lời của chị. Thì thật ra là em tâm đắc nhất là ở cái phần là tạo động lực và gắn kết với nhân viên, bởi vì em là với cái vai trò là một team marketing trong Visitor for PME thì em cũng đã từng nghe qua là Maslow, cái tháp nhu cầu của Maslow. Thì lúc này chị cũng có đề cập đến là những cái nhu cầu về mức cơ bản nhất cũng như là về lương thưởng nè, thì đó là cái nhu cầu ở mức thấp nhất. Còn những một số anh chị thì có cái nhu cầu cao hơn là được ghi nhận, được vinh danh, được công nhận, thì họ sẽ có cái nhu cầu cao hơn là ở đỉnh của cái tháp đó, là cái nhu cầu ở mức thứ 5. Dạ, thì em nghĩ là ở đó mình cũng thể hiện được ra hiện nay là trong các doanh nghiệp cũng đang dần dần thể hiện được là cái mức độ mà một người nhân sự họ đáp ứng cái tháp nhu cầu của một người nhân viên như thế nào. Dạ, thì em xin share một xíu về cái mà em tâm đắc về câu hỏi đó. Dạ, về vấn đề đó. Dạ. And you probably wanted to see the whole podcast episodes where we share a lot of strategies. So don't forget to click this video right now so you can see the whole episodes where we share a lot of strategy. Click the video right now and I will see you there. Are you a leader or an HR professional? So for you, this is a great channel. So don't forget to subscribe.